Xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 10 tháng 4, shop về được một lô xe Vespa gồm 3 chiếc nhé, và một chiếc xe Z3 của hãng Espiro. Cuối cùng là con xe Kappa. Thì mình sẽ giới thiệu về con xe Kappa trước. Con xe này bên shop bán với giá là 3.200.000 đồng nhé. Với thời điểm hiện tại thì bên Viettel Bot mới thông báo là bây giờ bên Viettel Bot sẽ chia vùng miền lên, cho nên là shop sẽ báo giá bán tại shop. Còn quý khách ở đâu ấy, thì báo bên shop sẽ báo giá ship sau mọi người nhé. Đây là giá bán này, 3.200.000 đồng các ba này. Bình 2020 nhé, vẫn đi được 30 km cho một lần sạc trở lên. Và xe này bên shop sẽ bảo hành toàn bộ xe, cả xe lẫn bình là 3 tháng. Và bây giờ thì mình sẽ test chiếc xe này trước này. Với xe này thì đèn còi xi nhan đầy đủ mọi người nhé. Giảm sóc trước, giảm sóc sau rất là êm. Xi nhan đầy đủ này. Đấy, xi nhan đầy đủ. Giảm sóc trước này vẫn còn trắng nhé. Vẫn thụt rất là êm, vẫn là đều. Giảm sóc sau cũng vậy đây. Cái dòng xe này mọi người biết là đi nó rất là êm. Đấy. Rất là êm. Giá chỉ có 3.200.000 đồng thôi. Với cái thời điểm như này, giá này thì quá là rẻ mọi người. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết. Đấy. Cái xe đầu tiên nhé. Giá 3.200.000. Còn quý khách ở đâu mua xe này thì báo về đây bên shop báo giá ship nhé. Mọi người ở khu vực gần thì giá sẽ rẻ hơn, và khu vực xa thì chắc chắn là sẽ cao hơn một chút. Rồi, đó là chiếc xe số 1 này. Và bây giờ thì shop sẽ chuyển sang chiếc xe thứ 2. Xe thứ 2 là xe của dòng xe Z3 của hãng Espiro. Đây, hãng Espiro đây mọi người nhé. Bên xe còn dập ở đây nữa. Xe này thì zin nguyên bản mọi người ạ. Sơn màu đen sần. Xe này bình mới thay thôi. Đấy, bình mới thay được mấy tháng thôi nên còn rất là khỏe. Xe chạy 5 bình nhé, động cơ 1000W. Với cái cự ly, với thời điểm hiện tại bây giờ thì bộ bình khỏe như này thì nó chạy được khoảng tầm 50 km trở lên cho một lần sạc. Chiếc xe này tuy nhiên được trang bị thêm hai cái đèn LED siêu sáng ở đây, chủ cũ đã trang bị ở đây nhé. Đấy, thì mọi người bấm cái nút ở đây này, bấm nút đây, anh tắt đèn đi nè. Đấy, anh mọi người bấm đây này, bấm nháy này, đấy, bấm nháy nhé, nút nháy nhé, là nó sẽ sáng hết toàn bộ. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đèn trước này rất sáng nhé, đèn LED này. Đó, xi nhan đầy đủ này, còi đèn xi nhan đầy đủ mọi người nhé. Xe này thì bên shop bán với giá là 7.500.000 đồng mọi người ạ, 7.500.000 nhé. Xe này rất là cơ bắp, to khỏe, phù hợp cho các bác đi ở vùng đồi núi, vùng cao Tây Nguyên, đấy, vùng rừng núi nhé. Xe rất là to khỏe chắc chắn này. Cái chỗ để chân thì rất là rộng này, mọi người nhìn nhé. Để đi rất là thoải mái, chở lặng được, ok. Xe này thì có nút P an toàn mọi người ạ. Đấy, mọi người bắt đầu khởi động thì nó sẽ có cái nút P hiện trên đây. À, mọi người muốn sử dụng thì mọi người phải bấm nút P. Và xe này thì có hai số. Đấy, xe có hai số nhé. Số 1 và số 2. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết. Đấy. Sau khi mọi người bấm nút P thì trên màn hình hiển thị cái vạch báo pin này cũng như là công tơ mét ở trên này nhé. Đây là số 2 nhé. Thì nút số là mọi người bấm vào đây. Chỗ này là mọi người bấm nút số ở đây. Đó. Bấm nút power thì bên trên chuyển số 1 này. Bấm lần nữa là chuyển số 2 mọi người nhé. Đấy. Xe có hai lớp số, chạy động cơ rất là êm, giảm sóc trước và sau thì còn nguyên bản. Đấy. Giảm sóc rất là êm. Xe có đăng ký giấy tờ đầy đủ mọi người nhé. Giá 7.500.000 đồng. Còn mọi người ở đâu thì báo shop để shop báo giá ship về tận nhà cho quý khách. Bây giờ mình sẽ thử chiếc xe này cho mọi người xem nhé. Đấy, chạy thử anh. Chạy rất là êm. Động cơ rất là êm mọi người nhé, không hề giật, động cơ zin nguyên bản luôn, cả động cơ lên đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang xe số 3, cái xe Vespa màu hồng nhé mọi người nhé, Vespa màu hồng của hãng Zibao. Xe này bên shop bán giá 5.800.000. Ngoại hình thì xước xác theo thời gian, giá 5.800.000, bình 2020 nguyên bộ, vẫn đi tầm khoảng trên 40 cây cho một lần sạc. Mọi người nhé, trên 40 cây cho một lần sạc. Chiếc xe này có biển số này, nhưng mà đăng ký thì chủ cũ không tìm thấy nhé. Và bên shop sẽ viết giấy mua bán cho cái khách mua xe này. Đấy. Viết giấy mua bán và hóa đơn đầy đủ cho mọi người. Nên cái khách mua yên tâm. Với cái dòng tầm tiền thì 5.800.000 thì cũng không quan trọng lắm, vì là xe này là đăng ký chuẩn theo xe. Bây giờ mình sẽ thử đèn còi xi nhan cho mọi người xem cái xe này. Dòng xe của Zibao thì rất là bền mọi người nhé.
đóng xe ở dưới bao thì cực bền luôn. Đấy, đèn còi xi nhan đầy đủ hết mọi người. Nhìn cái viền benzen nó cũng rất là sáng. Đấy, nhìn khá đẹp. So với tầm tiền 5 triệu 8 trước này là quá là ok mọi người nhé. Đèn còi xi nhan đều đầy đủ. Đấy, động cơ và xe zin nguyên bản. Đây, động cơ rất là êm mọi người. Đấy, động cơ rất êm luôn. Đó. Xe chạy bình thường, động cơ êm, zin, giá chỉ có 5 triệu 8 thôi mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe này. Đấy, giảm sóc trước, giảm sóc sau rất là êm luôn. Giảm sóc trước, sau rất êm. Đó. Đó. Chạy xe động cơ rất là êm mọi người, không giật nhé. Rất là êm. Bây giờ chiếc xe số 3 này, chiếc xe số 4 mọi người nhé. Đây chiếc xe số 4 này, chiếc xe của hãng Vespa, của hãng Suzuka. Xe này bên shop cũng bán là 5 triệu 8. Đấy. Xe 5 bình ắc quy, động cơ 10.000W. Giá chỉ có 5 triệu 8 thôi. Cộng cả với ship vào nữa thì nó ngoài 6 triệu chút. Chiếc xe này thì cũng có biển số của xe, nhưng mà đăng ký thì cũng không tìm thấy nhá, chủ không tìm thấy, mà bên shop mua có giấy mua bán của chủ cũ. Bên shop sẽ để cho mọi người luôn. Giá 5 triệu 8. Xe có sạc đầy đủ nhá, mọi người mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, bên shop thì bán vẫn có bảo hành cho cái khách trong vòng 3 tháng. Xe đèn còi xi nhan đầy đủ. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết nhé. Sơn dựa thì còn cũng khá là đẹp. Đấy. Pha cốt đầy đủ ok. Xi nhan trái phải để hoạt động bình thường. Giá chỉ có 5 triệu 8 thôi mọi người nhé. Và mình sẽ chạy thử cái xe này. Giảm sóc trước, giảm sóc sau thì cũng rất là êm ái. Rất là êm ái luôn. Đó. Xe chạy êm ngọt mọi người nhé. Xe chạy rất là ngọt luôn. Không hề có gằn động cơ và không bị giật nhé. Rồi, và bây giờ là chiếc cuối cùng, xe màu cam. Chiếc xe này bên shop cũng bán giá chỉ 5 triệu 8 thôi. 5 triệu 8. Đấy, xe này thì có biển số và đăng ký thì vẫn còn mọi người ạ. Nhưng shop vẫn bán giá 5 triệu 8 mọi người nhé. Vẫn giá là 5 triệu 8, mọi chức năng thì vẫn hoạt động bình thường. Đấy, xe bình cũng rất là ok. Vẫn đi trên 30 đến 40 cây một lần sạc nhé. Và xe vẫn có bảo hành. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết mọi người nhé. Đấy, đèn còi xi nhan đầy đủ hết. Xe nhìn ngoại hình thì cũng khá là ok so với tầm tiền như thế này. Động cơ cũng rất là êm. Đây, mình sẽ quay động cơ mà xem. Động cơ rất êm mọi người nhé. Đó, giá chỉ có 5 triệu 8 thôi. Giảm sóc trước, giảm sóc sau, tất cả mọi chức năng đều hoạt động rất bình thường. Không bị lỗi gì cả. Còn con xe này xe cuối cùng đấy. Giá 5 triệu 8. Quý khách mua xe thì liên hệ trực tiếp cho shop xe điện cũng nhập. Số điện thoại là 0981 077781 ở phía dưới màn hình nhé. Và điều kiện mua xe này quý khách đặt cọc trước cho bên shop 1 triệu. Và đây là địa chỉ của shop đây mọi người nhé. Shop có 2 cơ sở, một là cơ sở bán xe điện mới này, Diệu Hàng Bai mọi người nhé. Đó, bán cả dòng xe cao cấp nhất như là dòng Jibao này, JVC này, rồi là dòng của Kawasaki. Còn đây là bên chuyên bán xe điện cũ này. Địa chỉ của shop đây mình sẽ quay gần tiến gần cho mọi người xem nhé. Cho nên mọi người đặt cọc thì cũng hoàn toàn yên tâm. Đó, không phải lo lắng về cái an toàn, số tiền mình bỏ ra. Đây, địa chỉ của shop này ở cổng làng Đông Hồ, Thụy Phong, Thanh Thủy, Thái Bình. Và số điện thoại của shop ở phía trái màn hình đây. Đó. Ngoài ra thì mình còn rất nhiều xe. Quý khách hãy đăng ký kênh và chờ đón những video tiếp theo để lựa chọn cho mình những xe hợp lý nhất nhé. Phía dưới của shop là kho xe điện cũng rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ shop. Mọi người thấy hay thì hãy chia sẻ video giúp shop và đăng ký kênh nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.